Toronto. Hôm nay là ngày thứ hai. Thứ hai là buổi thứ hai và cũng là thứ hai đầu tuần. Mình chưa biết phải làm gì, nhưng mà mong sẽ có một ngày vui vẻ. Cho em xin cảm nhận của anh ở đêm qua. Đêm qua mọi người rất là ẩm, ngáy to nữa. Mấy giờ mọi người mới ngủ ạ? Tôi không biết. Lúc tôi đi ngủ là 11 rưỡi, còn mọi người đi ngủ lúc nào thì chắc là sau đấy thôi. Theo tôi được biết là anh nói rất nhiều đúng không ạ? Ừ. Bởi vì mọi người không ngủ nên là tôi phải nói xong rồi. Thôi nhá, ngủ lắm. Bây giờ là bản tin buổi sáng ngày thứ hai. Giờ này các bạn đang ăn sáng và giám đốc Tuấn Linh của chúng ta đang nấu mì ạ. Cảm ơn đóng góp. Và trong khi giám đốc đang nấu mì thì chúng ta sẽ có một số cảm nhận của các bạn gái khi mà đêm qua ngủ giữa những cái máy kéo. Ngủ thôi. Đêm qua các bạn ngủ ngon không ạ? Cảm tạ. Nạnh nạnh lắm. Không ngủ nữa. Ê, nhìn vào đây, mọi người đừng dậy sớm nữa, sớm quá là sớm ấy. Có việc phải làm. Mong là không có anh ấy. Theo kế hoạch của ngày thứ hai thì chúng mình sẽ lên ủy ban xã để gặp ủy ban và làm việc ở trên đó mấy ngày. Xã đó, đây là thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Bây giờ thì các bạn đã triển khai ngay việc dọn dẹp trường tiểu học và trường vào ủy ban xã. Các bạn có thể quan cảnh mọi người đang dọn đây ạ. Cũng vất vả, chảy hết mồ hôi ạ.